Đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 18 ca dương tính với SARS-CoV-2 là các trường hợp đã được cách ly tập trung và trong khu vực phong tỏa, huyện Văn Lâm, Khoái Châu và Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Trong đó, huyện Văn Lâm ghi nhận thêm 6 ca bệnh là các trường hợp liên quan đến ổ dịch xã Đình Dù và đã được cách ly tập trung từ trước, nâng tổng số ca bệnh của huyện lên 48 ca. Huyện Khoái Châu ghi nhận 5 ca bệnh liên quan đến F0 là lái xe ở xã Thuần Hưng từ thành phố Hồ Chí Minh về, đã được cách ly từ trước. 7 trường hợp còn lại được ghi nhận trong các khu phong tỏa, cách ly liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên. Như vậy, trong đợt dịch thứ tư, tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận 485 ca bệnh, riêng từ ngày 3 tháng 11 đến nay ghi nhận 166 ca, có trên 14.000 người đang cách ly y tế. Toàn tỉnh hiện có 22 điểm phong tỏa để phòng chống dịch. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn về việc tiếp tục tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm nghị quyết 128 của Chính phủ. Sở Y tế rà soát tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh bổ sung các biện pháp phòng chống dịch của tỉnh đảm bảo phù hợp với nghị quyết 128. Hướng dẫn thành lập trạm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát, đẩy nhanh việc tiêm chủng vaccine, tổ chức tiêm vaccine ngay khi nhận được, đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả. Chia sẻ thông tin của người dân đã tiêm chủng trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 cho ngành công an để đối sánh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.